Như chúng tôi đã đề cập đến ở phần đầu của chương trình, thời gian qua, các hộ dân khu núi Trũng, thôn 8, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh phải sống trong tình trạng nơm nớp, lo sợ vì doanh nghiệp thường xuyên nổ mìn khai thác mỏ đá. Tình trạng trên đang gây ra nhiều bất an cho người dân khi mà nhà cửa thì xuống cấp, nứt nẻ. Cùng với đó là những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, khói bụi tại khu dân cư, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Trang trại của gia đình bà Hoàng Thị Mằn nằm ngay dưới chân núi Trũng và thường xuyên chịu tác động của hoạt động nổ mìn. Vì quá lo sợ, bà Mằn buộc phải bán một phần đầm nuôi trồng thủy sản nằm trong phạm vi ảnh hưởng cho đơn vị khai thác là công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Ngọc Thắng. Đến nay, một số khu vực tường bao quanh đầm cũng đang bị nứt toác. Đá rơi xuống rồi, nguy hiểm thì là bắn vào đây kể mà nó mà vào người thì là chết rồi. Nhưng mà nó xuống ao thì nó chỉ chạch vợ chồng nhà tôi chỉ 2-3 mét nữa thôi, là xuống cái ao to này. Nhưng bây giờ người ta bổ cái ao to nó không ảnh hưởng cái gì, thì người ta không đền cái gì cả. Chỉ đòi mua cái ao con ấy thì tôi bảo tôi không nghe. Gia đình chúng tôi, tất cả các hộ dân ở đây đều rất mệt mỏi. Sau khi đi làm về, thế là những cái tiếng ồn, tiếng khoan, tiếng nổ mìn mà đã nhiều lần xuống xã và xuống công ty và lên huyện mà vẫn chưa giải quyết được việc gì cả. Nên là các hộ dân chúng tôi là rất là mệt mỏi. Còn đây là những hình ảnh mà người dân khu núi Trũng, thôn 8 cung cấp cho phóng viên VTC14. Theo các hộ dân, hoạt động nổ mìn khai thác đá diễn ra thường xuyên và ngay sát nhà dân. Việc này tồn tại suốt một thời gian dài, khiến nhiều ngôi nhà kiên cố bị xuống cấp, thậm chí là hư hại. Cái di dời thì không thể nào di dời đi đâu được. Bây giờ công ty thì cũng không có sức đâu mà để gia đình tôi di dời đi đâu được. Bây giờ bố là chỉ có giả dụ như là bồi thường làm sao cho nó hài hòa để hai bên, để cùng bên công ty vẫn còn làm ăn được mà tôi vẫn còn phải chăn nuôi được. Thì tức là hạn chế với lại làm sao cho nó ổn thỏa cả hai bên thôi. Chứ tôi cũng không bố là phải bắt công ty phải ngừng cái núi đá này. Theo người dân, từ khi công ty Ngọc Thắng tiến hành khai thác mỏ đá, các gia đình thuộc thôn 8 đã liên tục gửi đơn, khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái Tây, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều đã không ít lần tổ chức họp dân, đối thoại cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa được giải quyết.